Xin kính chào toàn thể quý anh em chiến hữu Hoàng Sa và tất cả những anh em đồng nghiệp ha. Thì lời nói đầu tiên cho phép được xin gọi là cảm ơn và là chúc sức khỏe đến quý toàn thể anh em chúng ta ha. Chúc tất cả anh em chúng ta luôn luôn có sức khỏe dồi dào và làm ăn phát tài nha anh em. Công việc luôn luôn thuận lợi ha, vạn sự như ý ha. Rồi tiếp theo những sản phẩm trước nha anh em là hôm nay cũng lên video và xin phép trả hàng cho hai anh em chiến hữu tiếp theo bên em. Là hôm nay xin trả hàng cho hai anh em chiến hữu ở Long An ha. Là sản phẩm của hai anh bao gồm là một anh là mua con máy bên em là con máy làm 10 phép nha. 10 phép là chuyên thuyền trong chạy công suất lớn nha. Thì dòng này thì là chạy cho anh là chạy DB3 cách ly ha, 10 phép lớn DB3 cách ly. Thì dòng này là thu hoạch cá tổng hợp nha nè. Thì nhu cầu của anh là nước đục, nước trong, nước phèn đẹp chắc hơi nhiều xíu nên em làm có kỹ thuật khác nhau cho anh em mình ha. Thì nhu cầu của anh là làm hộp nạp nắp trong nha. Thì đây là nội thất bên trong máy đó, nói chung là nắp trong anh em nhìn xuyên thấu trong hết rồi. Và anh có mua thêm là hai cây quạt nhỏ ha, để cho quạt 4x4 ha, thì cho anh lắp máy ở nhà của anh. Và máy được tặng kèm cho anh bộ cò là dài 3m nha. Thì đơn hàng của anh luôn ha, luôn ở Long An. Còn đây là cái đơn hàng của anh Tuấn ha, Tuấn ở Long An nha. Là cái quả bình pin nha anh em, đơn hàng của anh Tuấn là quả bình pin là 155A, là dung lượng chuẩn nha. Thì anh em xài máy bên em rồi và mua pin bên em rồi đó, nhưng có anh em chiến hữu bên em là mua pin mua máy luôn, là anh em cho kết quả lại là chung cái bình này là tương đương với bình 220 bình nước nha nè, xài rất ok ha. Tại vì người ta có xài qua bình nước 200 rồi, người ta so sánh với bình này đi, thời gian nó là nó ngang ngửa với nhau nha, ngang ngửa tương đương nhau gì đó, là thì cái này 155 thôi nhưng mà nó bằng 220 nước, là nói chung là quá ok rồi anh em ha, quá chuẩn nha. Và được tặng kèm một cục sạc đỏ tốt cho anh em mình luôn đây ha, dòng sạc đỏ tốt nha, dòng sạc là 20A. Thì pin được tích hợp vào một cái hộp chống nước như thế này nha anh em ha. Đi vào lỗ pin ha, thì ở đây thì là đang làm cho nên anh bộ pin là hệ 3S gọi pin vuông ha, 155A, nhưng mà dòng pin cao cấp nha nè. Thì được tích hợp với một cái cặp cọc đồng như thế này ha, cặp đồng này rất chắc chắn nha nè. Cái đường kính là 2cm ha, cao là 2,5cm, hai cọc như nhau ha, cọc đồng nguyên chắc nha. Thì ở đây là cộng nè, cộng ở đây là trừ nè, nhìn có viền đỏ như này là cộng nha, đây là viền đen là trừ, đây cũng có cái dấu luôn nha đó. Thì áp dụng theo chương trình chơi ăn khách hàng bên em thì hôm nay cũng được tặng 300.000 cho ba anh em mình ha. Thì cái này bình này là trên 6 triệu được khuyến mãi là 200.000, sản phẩm này dưới 5 triệu được khuyến mãi 100.000, áp dụng theo chương trình cho khách hàng bên em trong dịp Tết. Thì chương trình áp dụng mà đến 29 tháng 2 nha anh em. Anh em nào có quan tâm thì xem được video thì nếu có nhu cầu cứ alo bên em ha. Thì con máy này là 10 feet lớn nha, 10 feet lớn, nói chung là tùy vào cái nhu cầu của anh em mình và cái nguồn nước mình sẽ kế phòng bơm khác nhau. Thì giá cả cũng như nhau thôi, phòng bơm khác nhưng mà giá cả cũng tương đương thôi. Cái này 10 feet lớn, nếu chạy E55 là giá hiện tại là 3 triệu bao ship cho anh em mình luôn. Nhưng áp dụng chương trình chuyên chi ăn khách hàng á thì được giảm 100.000, còn giá 2 triệu 9 nha. Đó, chạy E55. Đây, này biến áp E55 nằm nha nè, lỗi nằm nha. Đó. Nhôm là nhôm 2 tầng, phết là phết tốt cho anh em mình. Mỗi con phết là chịu dòng là 290A một con ha. So với con phép bình thường thì nó thể gấp 3 gấp đôi.
cái dòng mà chịu đựng âm bê của nó. Nói chung là con máy này nó chung cái độ tính tính ra cái độ trâu bò của nó là, nói chung là nó kiểu là nó bền bỉ và nó độ mát mái hơn so với con 20 phép rất nhiều nha anh em ha. Dòng này em bán thị trường cũng không phải là ít ha, anh em xài qua thì cho hiệu quả lại là rất ok. Thì cái này chạy băm DB3 cách ly nha, hiệu sức mà cá nổi đẹp. Thì bên em làm là trao chuốt từng linh kiện, thì bán máy, bán theo giá trị máy, bán theo chất lượng máy, bán theo kỹ thuật kinh nghiệm, bán theo công nghệ, không phải là bán kiểu mà đếm linh kiện đến tiền nha. Nếu bán linh kiện đến tiền thì em mua linh kiện gì em bán đi chứ trong mắt mới gì em phải làm hoàn chỉnh con máy như thế này ha. Nói chung anh em nào có quan tâm, có quan cảm thấy tin tưởng được thì mua, em cảm ơn ha. Còn nếu anh em nào muốn mua những con máy giá rẻ thì có thể tìm chỗ khác, bên em không có những con máy giá rẻ nha. Nếu làm giá rẻ thì theo ý của em, nếu làm giá rẻ thì có thể em chọn linh kiện tháo máy thôi cho nên thì cái giá thành rẻ lại bán giá mới rẻ được. Và những linh kiện các thứ mua loại cũng cũng như vậy nên, nhưng mà thông số cũng như nhau, nhưng mà cái giá thành nó rẻ hơn, linh kiện chất lượng nó kém hơn thì giá nó sẽ rẻ hơn, em sẽ bán máy rẻ hơn được cho anh em mình. Nhưng mà em không có làm như vậy, nếu bán giá rẻ thì làm như vậy thì cái giá trị chất lượng của máy mình nó đi xuống anh em, cạnh tranh theo cái hướng tiêu cực ha, hạ giá thành, hạ chất lượng linh kiện nên em không có làm. Thì chung anh em nào thích thì mua, không thích thì có thể tìm những cái chỗ bán máy giá rẻ mà anh em mua, còn anh em bán theo chất lượng linh kiện và cái độ hiệu quả của máy thôi. Quan trọng là thu hoạch cá như thế nào anh em, chứ không phải là bán xô, bán kiểu mà bán chạy theo số lượng á ha. Không có, bên em là làm theo uy tín chất lượng và quan trọng cho anh em mình thu hoạch cá như thế nào thôi ha. Thì mặt trước của máy của anh luôn đây, thì mặt trước thì cũng như những máy trước thôi, em có thiết kế cũng tương tự nhau, thì hai cọc cùng màu, thì có máy làm cọc đen, có máy làm cọc đỏ nha anh em, ta làm theo cặp cho nó đồng bộ nhau ha. Thì em ghi chữ cò bóp đây, làm lắp dây cò bóp này vào thì hỗ trợ cho anh là dây dài 3 mét, cò phíp đồng luôn nha, nó phíp đồng này, cò này cò rời em có bán luôn, dây dài 3 mét nhưng cò phíp đồng xịn như thế này nè, nó dài 3 mét, dây 1.5 cho anh em mình, anh em có cần thì em cung cấp cho anh em mình luôn nha. Dây rời muốn anh em là muốn mua lẻ mua rời đó, hàng sẵn cho anh em gì nè, cần thì em hỗ trợ luôn có. Còn hai cọc điện ra là hai cọc khác màu nha, thì đây là vợt, đây là mát nè, trên là vợt, ghi chữ vợt nữa ha, anh em lắp vợt vào bên tay thuận nha. Còn đây là mình lắp mát, thả dây mát xuống chỗ cái mũi thuyền hoặc là phía bên mình đang sử dụng đang đánh á nha. Còn núm màu đỏ này là tỉnh thần số, thì xung quanh núm này thì hướng dẫn cho anh và những anh em khác tham khảo luôn nha. Xung quanh núm này là 10 dấu chấm tương đương với 10 số từ 1 tới 10, thì anh em cứ về mình đánh, nếu đi thuyền anh em mình đi thuyền đánh nước cạn thì có đem thể là đánh tầm hướng mức 3 trước đi ha. Còn ví dụ mình đánh nước sâu thì hướng tầm hướng mức 4 mức 5 nha, đánh trước và đầu tiên mình cứ đánh 110 trước đi, nếu thế nó phù hợp thì mình áp dụng mình đánh cho nó tiết kiệm bình ha. Còn ví dụ mình nước sạch hơn thì nó sâu hơn, mình có thể muốn mạnh hơn nữa thì có thể chuyển qua 220 ha, mình xài cho nó máy nó khỏe hơn. Còn 110 mình nó hiệu quả thì mình vẫn áp dụng được nha, cho tiết kiệm bình. Còn đặc biệt muốn ăn rô phi thì mình chuyển qua đánh liền như thế này, mình dẫn là số cao cao lên một xíu nha, tầm hướng 1-2 giờ là ăn rô phi. Còn thí dụ mà tùy vào nguồn nước nữa nha anh em có thể căn chỉnh lên xuống tần số tùy chỉnh nha, mình có thể tùy cơ ứng biến, mình phải kiểu mình phải vận dụng ha, linh hoạt xíu chứ không phải là cố định một bước một được nha. Còn đây em ghi chữ lì và chữ băm nè, thì anh em mình muốn lì vặn hết này về ha, còn mình muốn đánh băm sung chọn sung mình mở lên nghe tiếng tách là trong khoảng này là nó chọn sung nhanh chậm cho anh em mình đó ha. Thì anh em thích chế độ nào thì anh em cứ để chế độ siêu sung diệt chăng đó ha. Thì cái chọn sung thì anh em chỉnh tầm hướng 3 giờ là trọng xuống nó vừa,
Còn anh em muốn nhanh hơn nữa thì có thể mà nhanh hơn, hoặc là muốn chậm lại là mình giảm lại, chậm lại nha. Ngược kim đồng hồ chậm lại, theo kim đồng hồ là nhanh lên đó ha. Còn mặt sau máy thì thiết kế cho anh em mình đây, thì anh em là quay chi tiết cho anh em mình tham khảo luôn. Đằng sau thì có kẹp đồng nguyên chắc 100%, hai cặp đồng này để 500 không hít nha anh em ha. Thì dây kẹp đôi dây 6 chấm màu vàng này, kẹp đen là trừ nè, còn dây đỏ kẹp đỏ này là cộng nha. Tủ lọc nguồn thì làm tủ đây 6735V, tủ loại mới nha anh em ha. Đây thiết kế cho anh em là 5 tủ. Tủ lọc nguồn đầu ra đây là 2 tủ ha, còn đây là 2 tủ bấm. Còn đây là biến áp E5 lập nằm nha. Nhôm là nhôm 2 tầng. Lên loại về cho anh em mình ha, xài cho nó bền bỉ mát mát. Rồi, cũng không nói về dòng nữa, thì xin test máy sơ lược cho anh em biết là máy nó hoạt động đã hoạt động nha, và sau đó sẽ đóng gói trả hàng cho anh em mình nha. Rồi xin phép để những phụ kiện qua một bên nha anh em. Sẵn đây mượn cái bình này em test luôn nha. Thì tiếp theo cũng đang chuẩn bị lên đơn cho anh em kích thủ tiếp theo nè. Đó. Thì thay vì trên đây anh em nhìn thấy được ở cái mặt trên này thôi ha, còn ở đây nè em cũng bị lên máy cho anh em tiếp theo nè, anh em nhìn thấy ha. Đó, vết là vết lưng cắm lưng dài mới, vết mới hoàn toàn nha anh em. Đó ha. Anh em xem cận cảnh luôn ha. Rồi khi nào hoàn thiện thì trả hàng cho anh em tiếp theo. Rồi bây giờ em quay cái hướng lại cho anh em mình dễ thấy luôn nè. Em có cái bình nằm bên đây. Phần bên hông ấy có thiết kế một cái tay sách cho anh em mình luôn nha. Nha, đây nè. Rồi, em mượn cái bình này em quay cái hướng cam lại cho anh em mình thấy mặt trước về lúc anh test một đứt căn chỉnh nè. Đây ha. Thì điện ra nè, đây là lắp vào dây mát nha. Đây là lắp vô vật. Thì ở đây thay thế cái xuống nước thì em cho băng tải bằng bóng đèn nha. Thì đối với máy điện tử thì mình cho tải xuống nước 2 giọt. Một giọt là mát xuống nước rồi máy mới hoạt động nha. Thì những anh em chưa biết thì xem để biết luôn nha. Rồi bây giờ em đánh chế độ đánh lề trước đi, mình hạ cái này về tắt test 220 luôn, tần số để thấp nhất luôn nha. Thì hôm nay là chung là máy có chức năng đầy đủ nha anh em, nói lại cho anh em mình tham khảo nè: chống kẹp ngược, chống chọc vượt, chống bao tải qua dòng và chống giật cò bóp cho anh em mình luôn nha. Thì sắp tới em chung em sẽ làm một cái mẫu cho anh em mình kiểu mà cây cò vớt nước không, nó máy nó không hoạt động á ha. Thì cho nữa cho anh em mình tham khảo luôn. Nó có một cái đường dây cộng dây nhỏ truyền ra chà, truyền ra theo cái cò này nè. Anh em mình có thể kẹp cặp vô cò này, nếu cái đầu dây nhỏ đó mà nó bị nhúng xuống nước là máy nó sẽ tự ngắt, là nó bóp cò không kêu nha. Anh em phải lao cho khô cái đầu đó rồi mình bóp cò lại máy mới hoạt động được. Nói chung cái đó cũng bảo vệ, nếu anh em có nhu cầu thì em sẽ lắp một phần đó. Tại vì cũng có một số anh em thì không thích, không cần, tại vì nhiều khi lỡ ướt cái nó không kêu, anh em nhiều khi cũng bực bội vấn đề đó ha. Còn khi anh em mình muốn kỹ cũng em sẽ áp dụng cho anh em mình. Đây là chế độ đánh lì nha anh em,
tăng tần số nè, mình tăng theo hướng kim đồng hồ nè. Mạnh lên ha. Giờ mình muốn đánh trộn xung băm xung á thì mình bật cái nút màu vàng lên nè. Chậm ha, nhanh nè. Nó tầm hướng là 3 giờ 3 giờ 3 giờ 3 giờ rưỡi á. Anh em chỉnh băm này vậy là ok nha. Còn ví dụ mình muốn nhanh hơn nè. Đó, cả hướng 4 giờ đó. Hướng này 5 giờ. Nhanh lắm. Chung chỉnh trong khoảng nào từ 3 giờ đến 4 giờ thôi. Anh em cứ mặc định mặt đồng hồ á, mình dễ hình dung ha. Còn muốn chậm lại nè. Chậm lại đâu chích được đâu, mình phải ha chỉnh về. Còn tùy vào mặt cá mình chỉnh tần số khác nhau nha. Nếu anh em về mình đi cầm hướng 10 giờ trước đi. Em mất số 4 là ngay hướng 10 giờ đó. Nha. Thế vừa thì thôi, còn vô mình thấy yếu mình có thể tăng lên tại tùy vào cái nguồn nước và cái mực nước sâu cạn á thì nó sẽ cho cái tải khác nhau. Nên mình không nói chi tiết cho anh em mình được. Cái đó mình về đó, đó là ăn thua cái kỹ thuật, cái kinh nghiệm đánh của anh em mình đó đó nha. Chung là máy dòng máy này đánh nhẹ bình nha anh em, giữ áp giữ dòng ha. Rồi ok anh em mình ha, thì máy đã tiếp hoàn thiện hết ha, thì máy đã hoạt động bình thường và xin đóng gói trả hàng cho anh em mình nha. Những anh em nên đặt hàng tiếp theo á bên em thì em cũng xin phép khi nào hoàn thiện sẽ trả hàng cho anh em mình. Chung là quay quay cũng tới Tết, anh em cũng vài hôm nữa thôi. Thì em cố gắng những đơn hàng đặt trước em cố gắng sẽ trong Tết nha. Còn những anh em là đặt có trễ quá thì cũng cận Tết đó thì em có thể là cho chuyển hàng trả hàng sau Tết nha. Anh em là có cần thì chốt đơn sớm giùm em. Chung mình xác định mua thì nên chốt đơn sớm. Chung hiện tại thì những cơ sở nào cũng vậy. Anh em nào chốt sớm thì sẽ có sớm. Tại vì cận Tết thì công việc nó khá là bận rộn á ha. Còn bên em thì những cái đơn hàng xa mắc gửi qua một đơn vị thứ ba nữa bên vận chuyển á thì khi nào người ta ngưng nhận thì em ngưng gửi nha. Còn những cái đơn hàng nào chỗ nào người ta còn nhận thì em còn gửi cho anh em mình vậy đó. Khi nào người bên vận chuyển người ta nghỉ Tết thì em chỉ ngưng gửi những cái đơn hàng xa, và những cái đơn hàng anh em địa phương thì tới làm tới cuối năm cho anh em mình luôn ha, tới ngày 30 luôn á. Rồi ok cho anh em mình ha. Rồi, anh em nào có quan tâm có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp bên em. Thì cần bình pin có bình pin, cần máy có máy, máy đi bộ có máy đi bộ, máy đi thuyền có máy đi thuyền nha. Rồi hạ cấp hạ lạnh thì có máy hạ cấp hạ lạnh cho anh em mình luôn. Rồi thì đây là cái tem bảo hành cho anh em ha. Thì ở trong em có giấy màu tem như vậy nè, trong có cái giống vậy luôn, tại vì mất công gỡ ra trong mình chung đó để nữa có bảo hành thì em tháo em coi ngày tháng thôi. Còn ngoài trống đây cho anh dễ coi nè, hai trong và ngoài thì nó trùng ngày tháng với nhau ha. Đây là ngày 23 nha, 23 tháng 1 2024. Rồi xin chào tạm biệt anh em mình ha, xin trân trọng kính chào anh em và không quên chúc gia đình của hai chủ nhân máy và toàn thể những anh em mình thì cảm ơn anh em đã xem video và cảm ơn anh em đã ủng hộ ha. Chúc tất cả gia đình anh em chúng ta luôn luôn có sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, thành công trong cuộc sống ha. Rồi xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại vào những video và những sản phẩm tiếp theo bên em nha. Trong video có gì sai sót thì mong anh em vô đồng thông cảm bỏ qua giùm nha. Thì chung là bên em thì công việc thì làm chung là em làm theo cái nói chuyện theo cái hướng mà gặp đâu thì nói đó thôi. Chung mà hướng dẫn cho anh em mình nhớ vấn đề nào thì nói vấn đề nấy cho anh em mình. Nhiều khi nó dài dòng thì mong anh em thông cảm ha. Cái đó là chúng cái tâm sự chia sẻ cho anh em mình, cho anh em mình hiểu thôi ha. Đó, còn cảm thấy dài dòng thì mong anh em thông cảm bỏ qua giùm. Có gì sai sót đó thì mong anh em đừng có chấp nhất ha. Rồi xin trân trọng kính chào anh em.
và xin hẹn gặp lại anh em vào những video và những sản phẩm tiếp theo bên em nha.